Rồi xin chào các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vô chậu cho một cái em mai bonsai nha các bạn. Đây là đã nuôi cái xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chuyển chậu ở dưới nè. Mình để lên cho cao để cho các bạn dễ xem. Thì mình sẽ xài cái chậu có cái cao. Bộ đế nó cũng rất là đẹp các bạn ơi, dài dữ. Rồi các bạn ơi, thì bây giờ mình đã chỉnh sửa bỏ vừa cái chậu rồi nè. Đây là những cái tược dài nè. Mình bấm bỏ. Bây giờ mình chỉ còn mình chỉnh sửa lại nó thôi, cho nó vừa thôi. Chậu này mình làm phải hết sức nhẹ nhàng nha các bạn, tại vì đây là cái cây mai mà bonsai chứ không phải là mình chúng ta đang vô cây mai phôi nữa, nó hơi khó hơn. Nãy mình cũng đã vũ bỏ cái lớp đất ở dưới bỏ luôn nè các bạn, nó lòi ra những cái rễ mà lòi ra những cái rễ cám á, nhưng mà không sao, chúng ta không mình không có cắt bỏ mà mình cứ để đó. Rễ cám thì tầm khoảng chừng 2 đến 3 ngày là bắt đầu nó sẽ phục hồi lại các bạn đó. Giờ mình sẽ chỉnh lại làm sao mà cho cái bồ đế nó nằm ngay cái tâm nè thì cây mai mình nó mới đẹp được. Mình bỏ những cái đất cũ rất là nhiều luôn. Phải chỉnh lại cho nó căng lại các bạn. Cái vô chậu thì chúng ta phải xác định được cái tâm của cái chậu nha các bạn, cái tâm của cái cây mai nữa. Thì đây là cái thân của nó, là cái tâm của nó nè. Thì chúng ta phải trồng ở giữa làm sao cho nó cân đối được cái cây mai, thì cây mai chúng ta nhìn nó mới được đẹp. Sẽ vô mình tắn lại cái ở phía ngoài nè để làm cho cái mai nó sẽ cứng cáp hơn và nó ốp vô các bạn, nó được cứng và nó đôn lên cái bộ đế để cho nó cò vô á, nó nôm cái bộ đế thì nó đẹp.
sang chậu cho cái mai này đều xong rồi đó các bạn. Đó, thì đây là cái chậu có cái cũng cao nha các bạn. Mình vô cái chậu ống nè. Để nó phù hợp với cái cây mai này hơn. Thì mình sẽ tiến hành mình mở dây nhôm ra luôn. Để cho cây nó màu lớn. Đây là những giống ngoài mà nó cái tốc độ lớn nó rất là mau nha các bạn. Cái này chỉ từ hồi đầu năm thôi, ghép vào đầu năm thôi mà bây giờ nó đã phát triển. Đây là những cái giống ngoài của cúc Bình Định, bông thì cũng rất là đẹp. Này giống cúc Tiên Sinh nha các bạn. Rồi sẵn tiện đây thì mình sẽ làm cái đế lên luôn các bạn ơi. Mình sẽ vũ bớt cái phần lớp đất ở trên nè, để vô cái loại bầu đế ra thì có thể tắn lại các bạn ơi. Chúng ta làm xong thì chúng ta có thể vô cái chất trồng mới để qua chúng ta tắn lại. Rồi, rồi đã hoàn thành xong cái phần sang chậu cho cây mai nha các bạn. Thì ra phần mình vô những cái chậu mà ban đầu mình vô chậu mũ thôi. Thì sau khi cây nó đã hoàn thành thì mình sẽ tiến hành mình thay lại. Nó còn cây này thì còn nữa các bạn ơi, sẽ dọn lại và mở cái dây ra nó để cho cây nó phát triển màu lớn. Thì đây là cái giống cúc Tiên Sinh nha các bạn, cây phát triển rất là màu lớn. Và cái cây đế nè cũng rất là cao này. Tầm phân gan mà nè các bạn thấy không, ôm xuống nè nhìn rất là đẹp. Rồi video này là kết thúc rồi, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nhớ đăng ký để ủng hộ cho cái kênh để nhận được những video mới nhất nha các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.